Rồi, chào các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video nhanh các bạn và hướng dẫn các bạn kiểm tra thông tin của tiền của mình trong tài khoản của mình trên app Zalo các bạn. Do có một số bạn không có báo tin nhắn và điện thoại thì mình sẽ lên đây mình kiểm tra nhanh các bạn. Thì có một số bạn hỏi mình kiểm tra như thế nào thì hôm nay mình sẽ làm video hướng dẫn cho bạn xem. Đây, trước tiên các bạn truy cập vào Zalo của mình. Sau khi truy cập vào thì các bạn trên bên phải có cái biểu tượng hình người nè. Các bạn cập vào đây. Đó. Rồi các bạn tiếp tục là truy cập vào cái mục là quản lý thẻ và tài khoản. Sau khi các bạn sẽ nhấn vô mục quản lý thẻ tài khoản nha. Đó. Thì nó kêu mình nhập mã xác thực. Mã xác thực là cái mã lúc mình tạo cái pin, tạo cái mật khẩu của app các bạn, mật khẩu thì gồm 6 số. Mình nhập xong nó sẽ nổi lên các cái thẻ của mình. Đây là tài khoản sân bay sử dụng mình xem của mình. Đó. Kiểm tra cái số tài khoản, số tiền tài khoản hiện thực thì trong đây có hiển thị con mắt này, và nhấn vô thì nó sẽ nổi ra số tiền của mình. Đó, tương tự cái thẻ tín dụng cũng vậy và cái thẻ Visa cũng vậy. Thẻ ha, thẻ Visa thì bạn cũng nhấn vô như đầu con mắt như thế này thì nó nổi ra số tiền của mình. Tiền của mình hiện tại có 3.565.973 đồng. Đó, thì tài khoản sao bay như vậy các bạn. Bạn cứ nhấn vô cái mắt thì nó sẽ ra thôi. Đây là cách kiểm tra nhanh cái số tiền trong tài khoản mình nha. Rồi mình xin kết thúc video đây các bạn. Mến chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Hy vọng video sẽ giúp ích cho các bạn. Mến chào các bạn.